Vâng, em là Dũng, em đến từ Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội ạ. Và ngày hôm nay là nhân dịp 70 năm Quốc khánh hoa anh chị thì có một đại diện rất là to của cả nước. Thì bọn em đã đi từ tập trung với nhau từ tối hôm qua, từ lúc 7 rưỡi và bọn em đã đi một vòng Hà Nội để ngày hôm nay ngồi đây để được xem mọi người diễu binh. Và bạn bè em ở đây thì mọi người chơi thân với nhau ở đại học, thì bọn em đến đây trong không khí rất là vui tươi và rất là yêu nước. Thì bọn em đến đây có mang theo rất nhiều như là lá cờ Việt Nam này, và tất cả bọn em đều mặc đồng phục áo Việt Nam.